con lộc này mỗi khi tôi bình luận thì tôi lại muốn nói nó là từ vũ trường, bởi vì cái đèn nó rất rực rỡ. Đó là mẫu lọc đến từ thương hiệu Eroica của Hàn Quốc có tên là 910SG. Cần gạt chỉnh âm sắc ở hai vế loa hai bên. Và đây là nút cao thấp của đèn nháy. Ở hai bên đều có nút. Giá là 3,5 triệu đồng, hàng bãi, bảo hành về chất lượng đến anh em. Có 2-3 đường vào âm thanh. Nếu tôi đang chạy cái đường live thì các bác không được bấm đường tiếp 1, tiếp 2. Đây là những đường vào còn lại, có nghĩa lọc này có tổng 3 đường vào âm thanh. Đường ra âm thanh thì lúc nào cũng có một đường anh em nhé. Kể cả là pre nó cũng như vậy, hay còn gọi là rề. Rề cũng rất nhiều đường vào âm thanh nhưng nó chỉ có một đường ra thôi. Cho chút ánh sáng đã. Nó đạt tiêu chuẩn là nghe hay bài đẹp với mẫu lọc này. Nói qua về chức năng đằng sau để anh em có thể nắm được. Đây là đường vào live. Đường xuất âm thanh ra chỉ có một đường thôi. Kể cả bên này nó ghi out nhưng nó là equi rec các bác nha, không dùng đến. Và nó chỉ có một đường ra thôi. Còn đường vào còn lại của đường tape 1 là in, đường vào tape 2 là in. Đó. Đa cầu điện, điện 100 và điện 220. Sản phẩm đang được dùng điện 220. Vẫn để nguyên bản từ người bản địa bên Hàn, người ta dùng như nào thì về cắm như thế. Nếu mình cũng lên để điện như vậy dùng thì nó sẽ tiện. Eroica 910. Đấy là thông tin. Mời anh em nghe rõ về chất âm sau đây. Chỉnh đến đâu thì sẽ cảm nhận rõ ngay đến đó. Những mẫu lọc cần gạt thì nó đến tai của mình nó sẽ nhanh. Chứ còn cần gạt và điện tử thì đều hay như nhau. Đều hay như nhau, nó chỉ khác mỗi cách chỉnh. Lọc điện tử thì các bác lại được một cái hay là lưu được rất nhiều khung nhạc. Như lọc cần gạt thì mình chỉ lưu được một kiểu. Nói chung những nút này mình không cần dùng đến. Chỉ khi nào chạy đường tape 1 thì ấn, tape 2 thì ấn. Đó. Equi record mình không dùng đến. Bấm chế độ này thì âm có thể căng hơn một chút này. Như kiểu lao lướt ấy. Khi có lọc nhạc vào thì mình sẽ nghe nhạc nó sẽ căng, nó sẽ rõ hơn. Đó là tùy theo nhu cầu, có người cũng không thích lọc nhạc. Bởi vì người ta muốn chỉ sử dụng âm binh, đó là nhu cầu của mỗi người. Xin cảm ơn. Và sản phẩm là giá 3,5 triệu đồng đến từ thương hiệu Hàn Quốc Eroica 910. Hàng bãi, bảo hành về chất lượng cho anh em. Test sản phẩm 2 tuần, lỗi sẵn sàng đổi. Tất nhiên khi các bác sử dụng thì nên sử dụng đúng cách như cửa hàng đã hướng dẫn. Tránh trường hợp là mình sử dụng không biết sử dụng hoặc là sử dụng không đúng lại bảo.